Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về bản tin của quốc tế. Bản tin của quốc tế chúng ta sẽ đi vào những cái sự kiện khá là nổi bật. Có nhiều bản tin mà Nguyên cũng muốn chia sẻ với các quý vị. Đặc biệt là Nguyên muốn đưa cái tin vui trước. Và lúc nãy Nguyên có tâm tình đó là vấn đề 55 tỷ đó, nó chưa được xác nhận. Bây giờ nó được xác nhận rồi. Nó đã được xác nhận rồi. Là bà chủ tịch Ursula von der Leyen đó, bà đã mới vừa công bố và được loan tả lên trên mạng Twitter là cái gói trợ cấp mà 55 tỷ đô la, có nghĩa là 50 tỷ euro đó, nó đã được xác nhận. Thì đó là cái tin vui cho Ukraine, có nghĩa là bây giờ Ukraine bắn đi. Cái điều mà, cái thông điệp mà bà Ursula von der Leyen bà muốn gửi đi là bà muốn nói, ê, Ukraine bắn đi, chơi hết ga luôn, anh đừng có sợ tiền, vấn đề tiền để chúng tôi lo, liên minh 27 quốc gia chúng tôi lo. Ok, anh chơi khô máu với Nga đi. Thì cái gói trợ cấp mà 55 tỷ này nó sẽ cho giúp đỡ Ukraine, tất nhiên là không phải một lần, nó là một thời gian nhiều, trong thời gian nhiều năm. Nhưng mà nó nói là Ukraine sẽ không bao giờ thiếu tiền bạc về đạn dược. Về vấn đề mà kêu là kinh tế đất nước thì chúng tôi lo, nghĩa là cái gì chúng tôi lo hết, tôi thích ca hết. Con anh lo, dân anh lo, bao tử tôi lo, cái gì cũng lo, anh chỉ có đánh thôi. Đánh hết ga luôn, chơi hết ga, chơi khô máu luôn. Thì đây là được chính thức đã được xác nhận rồi, nó không còn phải là cái trang đầu tiên Nguyên đọc ở trên cái tờ báo Bloomberg á, thì Nguyên còn tình nghi là không biết thật hay giả. Thì lúc nãy là Nguyên đã chứng thực là đã được xác nhận cái điều này, có nghĩa là nó không còn phải là cái gì mà nó mập mờ nữa, nó đã chính thức rồi. Đó là cái tin vui. Thì các quý vị biết là cái tin vui như vậy á, thì tất nhiên là Ukraine, tại sao các quý vị có biết là tại sao tuần này á mà Ukraine họ ngừng bắn không? Thì đơn giản là họ đã thăm dò xong. Họ đã thăm dò xong các quý vị. Cũng giống như là hai cầu thủ mà lên trên sân đấu vậy đó. Vô là cái tăng đầu là nhá đúng không? Ồ, thăm dò coi thằng này đánh như thế nào, gơ nó ra sao. Là cái tầng đầu phản công của Ukraine đã thăm dò xong rồi. Đã biết kẻ địch chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu, chiến lược của kẻ địch như thế nào, kho vũ khí của kẻ địch ở đâu, đúng không? Cách tác chiến của kẻ địch ra sao, tầng đầu tiên là biết rồi. Và bây giờ là trong cái tầng này thì các vị nghe bữa nay đâu có nghe phản công gì của Ukraine đâu. Thì bắt đầu bây giờ là đang củng cố, đưa ra một cái chiến lược. Thì cái chiến lược bây giờ nó chưa ra được chính thức. Chúng ta chưa biết là Ukraine sẽ tấn công chỗ nào trong những ngày kế tiếp. Có thể là nước sắp rút rồi, những ngày kế tiếp thì tấn công ở miền Nam, cũng không ai biết chừng. Cũng có thể tấn công ở lại những chỗ cũ, có nghĩa là ở tại Zaporizhia, Donetsk. Chúng ta không biết được vì Ukraine chưa công bố. Nhưng ông Nga ông gung như vậy. Trời ơi, Nga gung, Putin lên tiếng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga lên tiếng, bữa nay là gung bay bảy luôn. Chuyện gì đã xảy ra mà phải để cho Putin phải lên tiếng? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga đã lên tiếng, Bộ Tình báo của Nga đã báo cáo. Bây giờ Nga là quản hết các vị. Mình không nghe gì không. Ngày hôm nay thì các vị cũng biết là sáng ngày hôm nay từ lúc 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng là trong 5 tiếng đồng hồ, Nga đã tấn công hàng loạt quả tiễn máy bay không người lái nhiều tỉnh thành của Ukraine. Mà cái điều đó đã làm khá là thiệt hại cho Ukraine mà Nguyên mới cập nhật. Nhưng mà Nga làm sao là Nga gung các quý vị? Chuyện gì đã xảy ra? Ôi. Theo Bộ Tình báo của Nga cho biết là họ đã, với cái tình báo tài ba của họ, họ đã tìm ra được là Ukraine đang chuẩn bị tấn công vào đảo Crimea. Tấn công vào đảo Crimea. Và Ukraine đã đưa lên kế hoạch, cái từng tạm ngừng đây là Ukraine đã chuẩn bị đưa lên kế hoạch tấn công vào đảo Crimea với một cái quy mô cực kỳ là lớn. Đó, theo tình báo của Nga tiết lộ như vậy. Sau khi tình báo của Nga tiết lộ thì Mr. Putin, Putin và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cách đây không lâu mới vừa lên tiếng tại Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban lệnh khẩn cấp ở tại đảo Crimea chuẩn bị cho cái kịch bản trong những ngày kế tiếp sẽ cuộc tấn công quy mô vô cùng lớn vào đảo Crimea. Đã ra lệnh khẩn cấp bây giờ. Mới vừa ban lệnh khẩn cấp ở tại đảo Crimea. Tất cả bước vào trong trạng thái giới nghiêm, nguy hiểm, chuẩn bị đón cái đoàn phản công của Ukraine ở tại đảo Crimea trong những ngày kế tiếp. Thì có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là Bộ Tình báo của Nga mới vừa công bố thì Quốc phòng của Nga là đã ra lệnh liền, có nghĩa là họ tin cái bản tin này là thật.
Sau đó thì không bao lâu nữa là Putin đã ban lên tiếng, cách đây cũng không bao lâu, Putin đã lên tiếng rằng Putin cảnh báo nếu tấn công vào đảo Crimea mà dùng quả tiễn tầm xa của nước ngoài gây ứng trợ thì phải chết với ổng. Tụi Ukraine mà tấn công vào đảo Crimea mà dùng quả tiễn tầm xa thì là chết với tao. Đó, Putin đe dọa rồi, chết như thế nào thì Putin không có nói. Putin không có nói là chết như thế nào các người. Putin không có nói sẽ chết như thế nào. Nhưng Putin nói là sắp sửa tới đây nè. Tình báo nó nói là tụi bay tấn công vào đảo Crimea. Mà nếu Ukraine sử dụng quả tiễn tầm xa là chết với tao. À, tất nhiên là đây là nguyên thông dịch thôi. Chứ không có ông tổng thống nào mà ông nói là chết với tao hết. Nhưng mà cái ý nghĩa nó giống nhau thôi các vị. Putin có nói cái câu chết với tao hả? À, cái câu đó thì Nguyên nghĩ là cái phiên dịch của Nguyên đó mà. Các vị biết trình độ tiếng Nga của Nguyên thì các vị cũng thông cảm đi. Cái trình độ tiếng Nga của Nguyên cũng quá giỏi mà. Nên là Nguyên dịch làm sao nó có đúng nghĩa là được rồi. Còn mà đúng từ thì nó không đúng từ rồi đó, đúng nghĩa thôi. Cái nghĩa nó thì y hệt như vậy thôi. À, cái thông điệp ông gửi là y hệt như vậy. À, chết với ông. Ô, bây giờ là quân bay 7 ở đảo Crimea. Nguyên không biết chuyện gì ở đảo Crimea, tình báo lấy ở đâu thì Nguyên không biết. Nhưng bây giờ đảo Crimea bây giờ là đang rung bay 7 điều động quân sự, ô chạy của tỏi hết. Tiếng còi vang lên báo động đủ thứ cả. Chuẩn bị cho cái cuộc kịch bản là Ukraine phản công vào đảo Crimea. Hấp dẫn các vị. Nguyên cũng không biết là mấy ngày kế tiếp có phản công hay không thì chẳng có ai biết vì Ukraine có công bố gì đâu. Nhưng mà bây giờ thì công việc như thế, Nguyên làm chương trình này vui lắm các bạn. À, nhiều khi mình nhận cái tin á, mình đọc cái mình phấn khởi lắm. Mình thấy chuyện nó vui á. Tại vì trong đầu của mình á, nó đầu của Nguyên bây giờ là Ukraine nghe. Nói chuyện với bạn gái là cũng là Ukraine nghe thôi. Bây giờ gặp con gái hồi nói hồi cũng là Ukraine. Zelensky em, Zelensky. Nó là chết. Không có cô con gái nào mà thích nghe nói chuyện chiến tranh chứ không gì hết trơn á. Không cô nào mà thích nghe nói chuyện chiến tranh. Người ta thích nghe tình yêu rồi ngôn tình. Người thích nghe chuyện người yêu, chuyện người ấy, chuyện này chuyện kia. Ai mà nghe chiến tranh chiến ung gì. Nhưng mà đầu của Nguyên bây giờ chỉ có chiến tranh chiến ung không à. Khổ là chỗ đó. Đó là bản tin liên quan đến sự việc ở tại Ukraine đang nổi bật nhất, sôi động nhất mà Nguyên tâm tình với các quý vị. Và bây giờ một bản tin liên quan đến Hungary cho các vị. Hungary. Ờ, chắc cái ông Hungary này, ổng thực tế là ông này ổng có vấn đề. À, các vị biết là một con sâu nó làm sầu cái nồi canh ở tại châu Liên minh châu Âu là cái chỗ đó đó. Hungary là phiền phức vô cùng. Budapest rồi đó. À, thì nó hai với bản tin liên quan đến Hungary ngày hôm nay mà nó khá là phiền phức. Thì các vị cũng biết đất nước Ukraine nó có nhiều, cũng giống như nhiều quốc gia khác, người ta có nhiều sắc tộc. Và tại Ukraine thì nó có một cái khu vực á, là cái gốc của người ta là đến từ Hungary. Thì khi lúc mà cuộc chiến tranh giữa Nga xâm lược và Ukraine thì có nhiều người người ta là người quốc tịch Ukraine, nhưng cái gốc gác của người ta là người Hungary, người ta tham chiến với Ukraine. Thì trên chiến trường họ ta bị bắt. Khi bị bắt đó thì mấy ông Nga đó ổng bắt làm tù binh, nhưng ổng không giữ bên Nga mà ổng gửi bên Hungary. Ổng mới nói là mấy người này là gốc người Hungary nên ổng gửi bên Hungary. Mấy người này đang mang cái tội kêu là cái tội mình kêu là tù binh chiến tranh. Họ thì là quốc tịch của Ukraine nhưng cái gốc là Hungary, giống như là Nguyên là quốc tịch Pháp, cái gốc là gốc Việt Nam gì đó. À, thí dụ mà Nguyên bị gửi về đến về Sài Gòn gặp cô Hằng, thí dụ là như vậy đó. Thì lãnh sự quán của Hungary á, người ta muốn xin gặp 11 người này. Vì thứ nhất, người này là họ ở Ukraine, họ là lính Ukraine, họ bị bắt. Nhưng mà bị đang ở tù ở tại Hungary, thí dụ đó. Không phải là tù, kêu là giam lỏng ở tại Hungary. Thì họ muốn gặp 11 người này, tình trạng như thế nào, sức khỏe ra sao, bối cảnh như thế nào, đối xử có tốt hay không. Thì chính phủ Hungary không cho phép. Chính phủ Hungary làm khó dễ người ta. Chính phủ Hungary hoàn toàn không cho phép và không cho tiếp đối, tiếp xúc bất cứ 11 người này như thế nào. Làm cho lãnh sự quán của Ukraine phải cáo buộc lên Liên Hiệp Quốc và cho là cái hành động của Hungary là một cái hành động đang thiếu về nhân quyền. Vì những người này họ có quyền phép được gặp chính phủ của Ukraine vì họ là người quốc tịch của Ukraine. Họ là người quốc tịch của Ukraine và họ có quyền được gặp. Nhưng chính phủ Hungary làm khó dễ. Đó là bản tin nhỏ. Bản tin này mới quan trọng nè. Ngày hôm nay thì ông thủ tướng Hungary ổng mới phát biểu những cái câu nói như này mà nó quá chí lý luôn các quý vị. Ông nói quá đúng luôn. Ông nói rằng là tôi khẳng định với các quý vị, ông dùng cái chữ khẳng định. Mỹ đang lợi dụng Ukraine.
để làm cho Nga hao mòn và Nga sụp đổ. Chí lý, cáo buộc là Mỹ nghe, ông Hungary, ông nói thẳng là Mỹ, Mỹ là kẻ chủ mưu, đang lợi dụng Ukraine. Ukraine chỉ là một con vật để lợi dụng thôi, và dùng Ukraine để làm hao mòn đất nước Nga. Ông nói không sai, các thứ về chuẩn. Mình biết cái ông này, ông thân Nga lắm, ông khoái Nga lắm, ông khoái Putin lắm. À, ông khoái Putin, ông nói đúng. Nguyên cũng thừa nhận điều đó, Nguyên không có cãi gì, ông làm cái gì cho nó mệt. Thì tại sao Nguyên nói là mấy ông Nga, ông nào cũng biết cái điều đó? À, ông nào cũng biết rằng là Mỹ, NATO lợi dụng Ukraine làm hao mòn lực lượng quân đội của Nga hết. Ai cũng biết hết, không có ông nào ngu mà không biết hết. Mấy bác hết buôn trong đại của Nguyên, trong diễn đàn của mình cũng biết đúng không mấy bác? Mấy bác Hezbollah còn biết gành nữa. Trời ơi, lúc nào ông cáo buộc mà. Trời ơi, NATO nó điếm thúi lắm. Tụi nó đang muốn làm hao mòn lực lượng quân đội của mình. Nó muốn làm tan rã đất nước vĩ đại của mình, đất nước Nga. Trời ơi, mấy bác bò đỏ là Hezbollah. Kỳ quá. Mấy bác Hezbollah biết hết chứ. Ủa vì sao mấy ông không lùi, không có đừng đánh nữa. Các ông không bắn nữa thì ông không chết binh sĩ, không mất viên đạn, không mất súng. Thì thôi, có mất mát gì đâu. Thì làm sao ai làm hao mòn ông được. Bây giờ các ông không đánh nữa, ai làm hao mòn anh? Các ông không xâm lược nữa, các ông ở nhà ông ai làm anh? Ai bảo các ông đánh làm gì? Các ông bắn càng lâu thì nó hao mòn vũ khí, nó sẽ hư hao vũ khí, đừng đánh nữa. Mình biết đó, tại sao đánh hoài vậy? Giống như con thiêu thân vậy đó, biết là cái đống lửa cứ chui hoài. Nó cứ chui vô trong làm gì? Mình đã biết rồi, mình đã biết à, đánh nữa thì là cái hao mòn vũ khí, hao mòn kinh tế, đất nước Nga sụp đổ, mình biết rồi. Thì ngừng đi. Nhưng không, thì đừng có trách ai, đừng có đổ lỗi cho người khác. Mình không biết, Nguyên nói là mình không biết, mình bị người khác dụ. À, tôi khờ dại quá. Nhưng mà mình biết mà bị người ta dụ, đó là do mình chứ phải do người ta. Do mình thích bị người ta dụ, cũng giống như Nguyên bị thích bị người ta dụ nè. Mà đâu có ai dụ, thích chỗ đó đó. Thằng mình không biết là người ta đang lường gạt, người ta âm mưu mình, người ta lo những cái chiêu trò gì đó, thì mình thông cảm cho mình được. Còn mình biết, còn mình, tại sao bây giờ Nguyên mới thông minh, các vị ngồi nói chuyện với mày, mới suy nghĩ ra tại sao khát buôn hai con bò nó cùng nhau, nó khoái đau thương các vị, sung sướng không chịu, hai con bò cùng nhau. Cái chai khát buôn các vị biết đó, cái biểu tượng nó là hai con bò cùng nhau, nó khoái cùng các vị, bình thường không chịu thì chịu đau thương, khổ chưa? Mình đã biết người ta đã cắt là cái âm mưu của người ta như vậy rồi. Mưu đồ người ta nói lớn như vậy rồi. Nó không có nhỏ, nó to bằng cát, mình biết rồi. Thì đừng có đánh nữa. Ngừng đi. Nguyên diễn tả đúng không? Tại sao Nguyên nghĩ tụi mấy con bò gảnh quá, tự hai con để cái biểu tượng đụng nhau là gì? Thì mới kêu là khét buôn. Khét buôn là khoái cái kiểu đó đó. Chui đầu vô, đụng đầu vô, đổ máu rồi mới chịu. Bình thường không chịu, sung sướng không chịu, ăn cỏ đi, không chịu. Rồi bây giờ đổ thừa người ta, đổ thừa cái gì? Anh cáo buộc người ta, anh cáo buộc cái gì? Anh nói người ta, kêu là người ta âm mưu, người ta có mưu đồ, người ta có gian cháo. Anh biết hết rồi. Thì cái gian cháo người ta làm sao thực thi được? Tại sao anh vẫn làm? Nên đừng có đổ lỗi cho người khác. Nguyên không có bỏ cái giả thuyết là Mỹ có lợi dụng Ukraine để làm hao mòn lực lượng quân đội của Nga. Nguyên không có bỏ cái giả thuyết đó, vì Nguyên tôn trọng tất cả giả thuyết. Nhưng mà mình phải biết điều đó thì tại sao mình phải làm? Cái điều đó là Nguyên mới hỏi đó, tại sao? Tại sao? Nên là đừng có trách ai cả. Mình thích thương đau, mình thích đau. Đó, mỗi người, có người thì thích phê, có người thích sướng, có người thích đau. Mỗi người một sở thích. Ok, đó là tùy gu. Nguyên kêu là tùy gu, tùy sở thích của mọi người. Đó là bản tin liên quan đến Hungary ngày hôm nay. Sao cỡ này, cái diễn đàn này lúc nào Nguyên cũng muốn làm tạo cái không khí hài ước cho các quý vị, giết bà con cô bác đấy. Nghe Nguyên nó chia sẻ thông tin thời sự quốc tế, tao tưởng tượng tao đang có hài vậy đó, đúng không? À, mà quan các loại quan trọng là các vị có thích đó không chứ? Hay là các vị Nguyễn Nguyên nghiêm chỉnh mặc đồ vest đồ, ngồi nói chuyện đồ, kính thưa đồ, đàng hoàng đưa bản tin, đọc bản tin đồ. Các vị nhiều khi góp ý kiến đi, thì nhiều khi nhiều khi cái máu hài ước của Nguyên á, nó lấn nuốt là hết tất cả những cái khác rồi. Nhưng mà nếu mà Nguyên làm quá nghiêm trang, nó mất đi bản chất thật của mình. À, con người Nguyên thích cái nụ cười hơn các cái vậy. Vì nụ cười là 10 thang thuốc bổ mà. Nó có cười, nó vui các cô chú và anh chị em.
Đó là bản tin liên quan đến Ukraine, tổng cộng những sự việc liên quan đến Ukraine ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bước qua bản tin của Hoa Kỳ ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị mến thương. Hoa Kỳ chúng ta có nhiều những cái sự kiện giống như là cái khảo sát này ở Mỹ á, mà Nguyên vẫn là biết là như vậy. Tại vì chúng ta cũng thường làm trong những cái diễn đàn. Các vị cũng biết là cựu tổng thống Donald Trump bây giờ ông ta bị tấn công đủ thứ mặt hết. Nguyên nói là cựu tổng thống Trump bây giờ ông ta phải đối đầu với hàng loạt những đơn kiện của pháp lý. Tuy rằng có một cái đơn kiện về thuế má ở tại New York nó mới bỏ xuống. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì cựu tổng thống Donald Trump ông ta phải đối đầu với, trời ơi, Nguyên nói nhiều vô kể. Những cái tội danh mà nó cứ là cáo buộc đó, cả trăm tội danh chứ không phải là một tội danh. Nên là cựu tổng thống Donald Trump thì người ta rất là lo, là bởi vì không biết là cái người mà ủng hộ đó họ có ngán hay không, họ có bất mãn và họ không muốn ủng hộ nó hay không, thì người ta bên Mỹ người ta mới làm cái khảo sát. Thì trong cái khảo sát cái kết quả là như thế nào, là người cử tri Mỹ ủng hộ hết ga luôn, hết mình luôn, chơi khô máu luôn, dù bất cứ chuyện gì cũng ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump ra tranh cử năm 2024. Có nghĩa là cái khảo sát cho biết là họ đã chứng minh được là họ muốn dù bất cứ chuyện gì xảy ra, khởi tố tội tình gì không biết, muốn cựu tổng thống Donald Trump đi đến con đường cuối cùng, họ vẫn ủng hộ đến con đường cuối cùng. Đây là cái khảo sát mà mới vừa được ra, thì cái khảo sát này nó không bất ngờ. Tất nhiên là không phải bên nào cũng vậy. Nguyên nói là cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở Mỹ cũng vậy, mấy triệu dân, một cái Việt Nam 2 triệu ha. Quan điểm trái chiều, có người thì thích cựu tổng thống Donald Trump, có người cũng không thích. Nhưng phần lớn thì chúng ta thích nhiều hơn không thích. Phần lớn chúng ta thích nhiều hơn không thích. Cái vấn đề mà pháp lý mà chúng ta sợ là cái người ủng hộ nó sẽ giảm đi, nhưng không, người ủng hộ nó càng mạnh hơn nữa. Đó, bây giờ là ủng hộ chơi khô máu luôn. Đó, thì đây là một cái bản tin cũng khá là tốt để cho các quý vị có những niềm tin nếu các quý vị nào ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Rồi cái điều mà Nguyên muốn chia sẻ nữa là đối với cựu tổng thống Donald Trump là ngài bị cái thích thấp, có nghĩa là những cái luật sư của cựu tổng thống Donald Trump phải đối đầu với những cái sự việc tẩy chay. Cái này y hệt giống Việt Nam mà các bạn. Cái gì ông luật sư gì bồng lai tiên cảnh rồi đó, bây giờ qua Mỹ rồi đó. Ở bên Việt Nam vậy, mấy cái ông luật sư mà đại diện cho những cái người mà giống như là về vấn đề tự do nhân quyền, về vấn đề đất đai, về vấn đề đó, thì mấy ông luật sư đó bị tẩy chay, bị mất bằng. Rồi thì mấy ông luật sư đi quánh ngoài không à đó. Thì bây giờ ở bên Mỹ nó ăn cắp theo cái chiêu trò của Đảng Cộng sản, các bạn y hệt luôn. Bây giờ Mỹ cũng vậy, mấy cái cựu luật sư của cựu tổng thống Donald Trump á, thì bây giờ đang bị phải thách thức với pháp lý, có nghĩa là bị gỡ bằng hay là địa phương không cho phép làm việc. Khu vực này anh không được quyền làm luật sư. Y hệt như vậy, có nghĩa là làm khó dễ mấy ông luật sư để làm gì? Để cho mai mốt cựu tổng thống Donald Trump có liên quan đến pháp lý không có luật sư đại diện. Mướn luật sư rất là khó. Cái điều là cái chiêu trò họ là như vậy. Thì cái điều này á, thì nó áp dụng cho những cái quốc gia độc tài, những cái quốc gia mà người ta không muốn cho những cái người mà giống như là có tiếng nói đối lập mà có luật sư ra để mà lên tiếng, nhưng mà áp dụng cho cựu tổng thống Donald Trump nó là không có tác dụng gì cả. Vì ông ta là tỷ phú, ông ta bỏ tiền nhiều, thế nào cũng có người sẽ đi ra cãi cho ông ta thôi. Áp dụng cho những Nguyên thì được, những người nghèo, Nguyên không thừa nhận mình nghèo, chung lưu, có cái lưu đấy mà chung đó, thì được, thì vì mình không đủ tiền trả luật sư. Sư nó thấy, ôi, tao biện cãi cho thằng này, rồi tao bị tiếng xấu, hay là tao bị nảy kia, rồi tao bị phiền phức quá, rồi tiền nó không có nhiều. Nhưng mà có tiền thì xong thôi. Nên là cái vấn đề mà pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump, những cái luật sư mà đã từng làm, nếu các quý vị biết á, rất là nhiều luật sư, thì những cái luật sư đó đã từng bị những cái sự khó khăn hết. Nhưng mà tin vui cho cựu tổng thống Donald Trump, luật sư của cựu tổng thống Donald Trump hiện bây giờ họ lập ra cái quỹ đoàn luật sư đặc biệt để mà hỗ trợ cho cựu tổng thống Donald Trump thôi. Họ tạo ra một cái nhóm luật sư để đặc biệt để mà hỗ trợ cho cựu tổng thống Donald Trump, đó là họ sẵn sàng đối đầu với tất cả những sự xuất thách, họ sẵn sàng đối đầu với tất cả những sự cáo buộc của trong tương lai, người ta đánh họ cái này cái kia, nói họ là giống như làm việc không có tốt, cái gì không sao hết, họ sẵn sàng cái điều đó và họ tạo cái nhóm luật sư của họ để đặc biệt để phục vụ cho những cái đơn kiện mà nếu mà cựu tổng thống Donald Trump cần đến.
Thì đây là cũng là một cái sự việc khá tốt cho cựu tổng thống Donald Trump trong mấy ngày gần đây. Còn bản tin gì đặc biệt ở tại Mỹ nữa? FBI. Thì bây giờ thì người ta đã nhu cầu là FBI có thể trình bày lên cái hồ sơ mà cho là cái hồ sơ gia đình Joe Biden tham nhũng gạt công chúng được không? Cái hồ sơ này Quốc hội đã đọc nhưng mà công chúng chưa được đọc và người ta muốn đưa ra phơi bày ra ánh sáng cho công chúng nhưng mà không được đâu. Đó là cái đề nghị thôi các quý vị. Đề nghị thôi. Bây giờ dù sao thì tổng thống Joe Biden vẫn là đang làm tổng thống. Những ảnh hưởng đến cái sự bầu cử, họ sẽ đang bảo vệ tổng thống Joe Biden. Nên là không được. Cái điều đề nghị của họ hay nhưng không có được. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Hoa Kỳ, vấn đề bầu cử của ngày hôm nay, ngắn gọn lẹ. Chúng ta bước qua những sự kiện khác. Và sự kiện của Campuchia, bản tin này nó không phải là bản tin mới cho Nguyên nhắc. Bản tin này gia đình của Nguyên đã có liên lạc và đưa cho Nguyên cái bản tin về liên quan đến Campuchia, Việt Nam. Gần đây giữa Campuchia, Việt Nam đã xảy ra vài sự việc mà các quý vị cũng cần biết. Đó là thứ nhất là ông Hun Sen, ông đã kêu gọi là vấn đề là một số lượng chính trị gia của Campuchia đã trà trộn và trốn vào bên Việt Nam. Và ông Hun Sen đang muốn bắt những mấy người này và kêu Việt Nam không được quyền chứa chấp những người này ở tại nước Việt. Nếu không, cái sự ban giao giữa Việt Nam và Campuchia sẽ rạn nứt. Ngược lại, ông Hun Sen gần đây đã hỗ trợ cho Việt Nam về vấn đề Đắk Lắk. Sau khi cái sự việc ở tại Đắk Lắk bùng nổ, mà chúng ta đều biết cái sự kiện mà tấn công vào cái đồn cảnh sát, hai cái đồn cảnh sát, thì lúc đó Việt Nam loan tả ra là những người này có thể chạy trốn. Thì chính quyền Campuchia đã lợi dụng cái điều này, đã điều động ở gần biên giới và nói rằng để ngăn chặn những kẻ tội phạm trốn qua bên Campuchia và cho rằng họ hỗ trợ cho chính phủ của Việt Nam, nếu có người trốn họ sẽ bắt và họ sẽ gửi về lại cho bên Việt Nam. Nguyên sẽ tâm tình cái này. Cho Nguyên nói một câu, cái điều đó không có thật. Cho Nguyên nói với các bạn một câu, cái điều đó không có thật. Không ai nắm rõ những cái gì biết bằng người ở Campuchia hết. Thực tế, Campuchia họ đang rất là thích cái tình trạng nếu mà Việt Nam chúng ta có nhiều sắc tộc đứng lên nội chiến trong đất nước, Campuchia họ rất là thích. Nguyên nói thẳng một câu, họ rất là thích. Và họ đang nuôi dưỡng những cái lực lượng, mà cái lực lượng họ nuôi là lực lượng Khmer Rom. Vì trong lịch sử của Việt Nam, những cái tỉnh thành ở miền Nam Việt Nam, trong lịch sử nó một phần là của Campuchia. Và có rất là nhiều những người Khmer Rom là những người vừa Campuchia vừa Việt Nam, mọi người nói là 50-50 đi ha. Bây giờ mình cho vậy đi, họ ức rất đông. Và họ có thể đòi lên đòi độc lập. Họ có quyền đứng lên đòi độc lập. Và cái điều đó là Campuchia đang còn nuôi dưỡng những người này. Campuchia còn đang ước ao có thể lấy lại những tỉnh thành thuộc về mình trong quá khứ, trong lịch sử. Và cái điều đó là Campuchia đang chờ đợi thời cơ. Những cái sự kiện mà ở tại Đắk Lắk, Campuchia lại không bề mặt là tôi sẽ đi bắt người, tôi sẽ giúp đỡ nếu có người nào trốn, vì tôi không chấp nhận những kẻ tội phạm như vậy. Đó là bề mặt thôi, bề mặt để trả lời cho chính phủ Cộng sản Việt Nam. Nhưng trong lòng Campuchia lại khoái vô cùng. Nguyên nói cái này vì thực tế, cho Nguyên nói á, trong thời gian, đặc biệt là sau cái thời gian này, Việt Nam cũng quá đáng như Campuchia lắm. Giúp đỡ Campuchia về vấn đề Pol Pot thì có thiệt, rồi sau đó là dơ dét. Mấy ông dơ dét, mấy ông làm đủ thứ tầm bậy ở tại Campuchia hết. Cái gì ở mấy ông cũng chà đồ nhôm, là chôm đồ nhà hết. Ông ta chôm đồ của người ta hết. Mấy ông làm nhiều sự việc, rồi các ông gài đặt tình báo, các ông làm đủ thứ việc ở tại Campuchia hết. Và dẫn đến cái sự người Campuchia họ đã không hài hòa với người Việt Nam rồi. Và cái hành động thời gian mà các ông ở Campuchia đó, các ông quậy quá. Mấy ông quậy quá đã làm cho cái sự việc nó xích mích càng nặng. Và bây giờ thì Campuchia họ không có yếu nữa. Họ mạnh hơn Việt Nam rồi. Họ mạnh hơn về nhiều mặt lắm. Họ bây giờ là họ mạnh hơn nhiều mặt. Họ không yếu nữa. Họ có thêm cái đàn anh China của họ nữa.
đại ca Tập Cận Bình của họ nữa. Bây giờ họ mạnh hơn về mặt về quân sự, về kinh tế, họ không còn nể Việt Nam nữa. Và hiện bây giờ họ được Trung Quốc lợi dụng để uy hiếp Việt Nam. Tại sao chúng ta nghe thời gian gần đây ở Campuchia có căn cứ quân sự của Trung Quốc? Vì thực tế Trung Quốc lợi dụng Campuchia để uy hiếp Việt Nam. Vì thực tế cái quốc gia mà có tranh chấp đất đai, địa lý chính trị giữa Việt Nam nhiều nhất chính là Campuchia. Mà nó là hợp lệ. Nếu một ngày nào đó giữa Campuchia và Việt Nam có xung đột quân sự, đó là một cái cớ rất là lớn cho. Mà Trung Quốc đang nuôi dưỡng Campuchia để thực thi cái điều này. Cái đó là cái âm mưu chính trị rất là tuyệt vời các quý vị. Trung Quốc lúc nào cũng thích chiêu đó, là giật dây, vì đứt cái nhỏ mà chúng ta bị lợi dụng giật dây. Nên là trong thời gian vừa qua Trung Quốc đã nuôi dưỡng Campuchia, huấn luyện Campuchia, hỗ trợ khí tài Campuchia, xây dựng lực lượng quân đội biên giới khác Campuchia. Nguyên đã có cập nhật rất là nhiều. Trung Quốc còn giả bộ làm cái chiêu trò là mở những cái hãng sử nhỏ cặp biên giới, nhưng thực tế đó là trá hình, đó là căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự của Trung Quốc để bảo vệ Campuchia. Và trong cái cặp biên giới, ngoài ra thì Campuchia còn những cái chiêu trò trong bóng tối là hỗ trợ cho những nhóm Khmer Rouge để cho họ muốn lấy lại cái vùng đất và cho là thuộc về của họ. Nên là chính trị của Campuchia và Việt Nam là bằng mặt không bằng lòng. Bằng mặt không bằng lòng. Và khá là mâu thuẫn. Khá là mâu thuẫn các cái vậy. Nên là phức tạp lắm. Cái điều mà bây giờ ông Trung Quốc ổng khay cái chỗ này nè. Ổng làm như vậy, Việt Nam không bao giờ dám quay lưng lại với Trung Quốc. Nếu Việt Nam quay lưng lại với Trung Quốc thì ông sẽ hỗ trợ cho Campuchia tấn công Việt Nam. Thì các cái vị nói trời ơi, Campuchia dân số ít, khí tài quân sự có bao nhiêu, làm sao đánh Việt Nam được? Cái đó là các cái vị sai. Các quý vị sai. Cái chiến lược của Trung Quốc nó hay là chỗ gì? Nguyên nó nói là cặp biên giới nó xây hãng xưởng của nó. Nó xây hãng xưởng của nó ở cặp biên giới của Campuchia. Các quý vị muốn tấn qua Campuchia, các quý vị phải đi bằng đường gì? Các quý vị bắn vô nhà của Trung Quốc. Bắn vô nhà của Trung Quốc thì Trung Quốc nó gửi binh sĩ, nó can thiệp, nó lấy cái cớ đó để đánh các quý vị. Trời ơi! Rồi chưa nói là gửi binh sĩ, gửi đạn dược cho Campuchia. Ông Trung Quốc, ổng thao túng như vậy nè. Cái đó là, nó không phải là mới đây. Cái câu chuyện mà Trung Quốc lợi dụng những quốc gia nhỏ để thao túng, nó đã có cả ngàn đời nay các cái vậy. Và bây giờ nó chỉ là cái hình thức khác, một cái biện pháp khác. Nhưng mà cách thao túng của Trung Quốc nó đều giống nhau. Đó là bản tin liên quan đến Campuchia. Mà Nguyên nói cái này chỉ có người ở Campuchia mới hiểu. Nguyên nói cái này chỉ có người ở Campuchia mới hiểu các quý vị. Nếu các quý vị chưa ở Campuchia, các quý vị cũng không có tiếp xúc với chánh trị của Campuchia, các quý vị không tiếp xúc với chánh trị Khmer Rouge thì các quý vị sẽ không bao giờ nhận được những cái sự việc này đâu. Vì chính phủ Campuchia không bao giờ thừa nhận là hỗ trợ cho người Khmer Rouge hết. Chết sống gì cũng không thừa nhận. Sẵn tiện chúng ta nói về Campuchia, nói Đắk Lắk thì chúng ta nói một chút xíu về tình hình thực tế của Đắk Lắk và chia sẻ cùng các quý vị. Các người biết bây giờ Bộ Công an báo cáo là gì? Bắt 74 người. Cái vấn đề Đắk Lắk thì Nguyên không nói nữa. Có cái điều là Nguyên không ngờ là mình giỏi các quý vị. Nguyên nói thực tế bây giờ mà Nguyên không đi làm kinh doanh nữa, Nguyên không làm YouTuber nữa, là cái nghề kế tiếp Nguyên làm thầy bói. Nguyên nói thật luôn các quý vị. Ngày xưa mà mình không biết là mình có một cái tiềm ẩn, mình không biết là mình có tiềm ẩn tài ba như vậy. Ngày xưa mình không biết các quý vị. Nguyên không biết cái điều đó. Ngày xưa Nguyên không biết là mình trong con người của mình có tiềm ẩn. Thì bây giờ thì Nguyên mới điều tra lại cái gia phả của mình. Thì đời ông cố nội của Nguyên đó là nhà tiên tri các các vậy. Đời ông cố là Nguyên không biết cố đời bao nhiêu. Là nhà tiên tri các các vậy. Có thể là cái duy truyền gia phả của Nguyên. Đời ông cố xa xưa của Nguyên là nhà tiên tri các các vậy. Nên là cái gen nó có thể còn lại. Các vị chưa hay cười, câu chuyện của người ta đang nói chuyện rất là tập trung, ta đang kể gia phả, ta đang tăng bốc cái gia phả ta lên mà. Thì sau đó thì Nguyên có nhiều đời khác của gia đình của Nguyên là làm thầy bói nè, bói toán nè, tử vi nè, bói đủ thứ. Người ta thì coi chỉ tay nè, người ta coi chỉ chân nè,
Người ta coi đủ thứ cả. Mà Nguyên không biết tại sao thì trong cái gen của Nguyên á, là bắt đầu Nguyên có cái sự bói toán. Thì các quý vị, cái vấn đề Đắk Lắk, các vị nhớ là Nguyên có tâm tình nhiều chương trình về vấn đề Đắk Lắk, đúng không? Nhiều chương trình về Đắk Lắk. Thì cái Nguyên có nói cái gì? Cái sự kiện Đắk Lắk, sau cái sự kiện Đắk Lắk, Bộ Công an sẽ có những cái hành động. Ôi xôi ôi, miệng ăn mắm ăn muối, được duy truyền đỡ ông cố sơ, nhà tiên tri của Nguyên nhập vào. Nói chúng các quý vị, y lương. Ngày hôm nay Quốc hội Bắc Tô Lâm, Quốc hội đã bỏ phiếu lập ra một cái quỹ phòng thủ nhân dân. Bắt đầu nghe phức tạp nha. Lập cái quỹ phòng thủ nhân dân, nó nằm cái quỹ ngoài cái quỹ của chính phủ. Bắt đầu chúng ta, tôi nói là đọc báo Việt Nam nó khổ lắm. Nếu các quý vị nghe cái phòng thủ nhân dân, các quý vị sẽ, ồ, tốt ha, nhân dân phòng thủ bảo vệ, tốt. Các quý vị rất là mơ hồ, báo Việt Nam nó hay là hay chỗ đó. Phòng thủ nhân dân là như thế nào? Có nghĩa là ở tại mỗi địa phương, mỗi địa phương phải lấy thuế, tích thuế thêm. Hay là người ta tình nguyện cho, không ai tình nguyện cho hết, tích thuế thêm để tạo ra một cái phòng thủ, có nghĩa là đại diện cho người dân để quản lý dân. Đó, bây giờ công an không có đủ, công an bây giờ không có đủ vô những cái vùng sâu, vùng xa địa phương để mà quản lý. À, có nghĩa là lấy tiền mỗi nhà rồi cho ông thằng, ê mày được số tiền này nè, để mày quản lý mấy người này, mày báo cáo cho tao. Có nghĩa là mình phải chi tiền cho người đó để người đó đi quản lý mình. Mà đời nó bất công thiệt các vị. Mà nó không nằm trong cái quỹ chính phủ, nằm trong cái quỹ địa phương, mỗi địa phương tự làm. Mà chết chắc nữa, chính phủ nó còn có quy định mấy ông địa phương rồi thôi, trời ơi trời, đưa cho mấy ông địa phương lại còn chết chắc nữa. Phép vua không bằng lệ làng, ở cái làng muốn làm gì làm là chết nữa. Trời, lúc đó lại còn chết nữa, các quý vị. Vì cái vấn đề Đắk Lắk đã xảy ra nên đã bỏ phiếu về cái đạo luật này và thông qua ngày hôm nay, các quý vị. Mà còn chết nữa, phép vua không bằng lệ làng, ở làng nó làm tầm bậy tầm bạ là càng chết nữa. Bây giờ nó lấy bao nhiêu tiền cũng không biết, rồi nó kêu người ta, rồi xong cái người này ghét người kia, đưa ra cáo buộc người này, cáo buộc người kia, cho nó giống như cái thời mà chiến tranh vậy đó. Enten rồi nhà này cáo buộc nhà người kia vậy đó, y hệt như vậy luôn á. Trời ơi trời, mà mới thông qua ngày hôm nay, Nguyên đã nói rồi, Bắc Tô Lâm lên biến nữa. Bây giờ vấn đề an ninh, trời ơi, chúng ta không nên thấy coi thường vấn đề an ninh, chúng ta phải mở rộng công an lên thêm. Chú, bây giờ có công an nhân dân nữa, công an bình thường phải không, mà có công an ở trong địa phương nhân dân, mở công an lên thêm nữa. Nguyên không biết cô Nguyên có làm nhiều chương trình nè. Đất nước Mỹ gấp 3 dân số Việt Nam, công an Việt Nam gấp 6, gấp 7 lần của Mỹ. Ôi sao kỳ vậy? Mà còn muốn nữa, khi Mỹ ai cũng có súng hết. Ăn ngộ các quý vị. Các quý vị có để ý thấy ngộ không? Dân Mỹ á, dân Mỹ á, nó gấp 3 lần dân Việt Nam, ta có 300 triệu. Mà công an của người ta ít hơn Việt Nam gấp tới 7 lần. Mà giờ mấy ông công an Việt Nam chưa thấy đủ các quý vị, còn nhiều thêm nữa. Mấy cha nội ơi, nhiều thêm nữa, lương của ông là ai trả gì? Thuế trả. Các ông có tạo phúc gì cho người ta không? Không, các ông có kiếm được đồng bạc tiền không? Các quý vị biết tiền đồng bạc nó lưu chuyển như thế nào? Là mình đi làm, ông chủ, ổng bán ra cái sản phẩm, ổng kiếm được tiền, ổng trả tiền lương cho mình. Đúng không? Còn mấy anh công an, ổng bán được sản phẩm gì? Mấy ông công an, ổng lấy tiền của mình, ổng không có tạo ra được cái gì hết. Ổng có nộp thuế tiền gì không? Ổng đâu có tạo được cái gì? Nguyên làm ông chủ, Nguyên tạo ra một cái hãng, Nguyên bán, Nguyên có cái sản phẩm, Nguyên trả lương công nhân, cái nhông đóng thuế, Nguyên đóng thuế, Nguyên bán ra sản phẩm, Nguyên lấy tiền để Nguyên trả sự việc này. Còn ông công an, ông bán cái gì? Ông chỉ có lấy vô không à, ông không có chế tạo cái gì ra hết. Ông càng đông thì càng chết mình coi. Ông càng đông là cái nền kinh tế nó càng chết, cán bộ càng nhiều, công an càng nhiều thì mình càng chết. Mình càng chết, dân phải càng đóng thuế. Bây giờ thì sao, công an mở rộng, thưa Nguyên nói là cái này á, cái lợi dụng cái câu chuyện của Đắk Lắk á, để giúp đỡ cho cái đạo lực của phía bên Bộ An ninh Công an của Việt Nam mở rộng lên, kiểm soát người dân nhiều hơn.
đây Nguyễn nói là đây ai là người có lợi. Quyên đã phân tích cái bản tin là trong cái vấn đề Đắk Lắk mình nhìn kỹ để ai là người có lợi. Mình nhìn kỹ để coi cái người mà hành hung họ có lợi không? Không. Họ sẽ bị bắt. Rồi họ bị đủ thứ, bây giờ tới 74 người. Họ có làm được cái gì không? Không, họ không làm được cái gì hết. Nhưng người có lợi là Bộ Công an. Vì công an sẽ đưa ra những đạo lực có lợi cho họ. Bây giờ có hai đạo lực có lợi cho họ thôi. Công an sẽ mở thêm nhiều cái chi nhánh gì đặc biệt gì nữa. Rồi thêm cái quỹ cho địa phương nữa. Về vấn đề an ninh nữa. Mà nằm dưới quyền của công an. Bây giờ có công an nó đẻ ra công an. Công an trên rồi công an dưới rồi. Ở Việt Nam mà có đủ thứ lực lượng dân dân tự vệ. Lực lượng chọn nguyên nó không biết bao nhiêu lực lượng mà nói. Trời ơi nó đẻ chứ mà đẻ lãi gì đó. Quá trời luôn. À, bây giờ thêm nhiều lực lượng nữa là bởi vì không có an ninh. Trời ơi trời. Đó là tại sao Nguyên nói á, là chúng ta coi một cái sự kiện gì thì chúng ta đầu tiên phải suy nghĩ là ai là người có lợi trong sự việc này. Cái người bị đổ lỗi là phản động. Cái người bị cáo buộc là người dân. Là người dân ở khu vực đó, những cái nơi mà tranh chấp đất đai. Và Nguyên cũng có cái bình luận cho các quý vị á. Các vị nhớ Nguyên có bình luận á. Tại sao kỳ vậy? Đột nhập và đốt hồ sơ để làm cái gì? Các vị còn nhớ không? Đột nhập mà đốt hồ sơ làm cái gì? Tại sao phải đốt computer? Có bao nhiêu phòng không đốt mà chạy vô cái phòng hồ sơ để đốt? Các vị còn nhớ mình bình luận đó không? Tại sao cái đống hồ sơ giấy tờ đó đốt trong cái sở công an nó làm cái gì? Thì các vị cứ biết là những cái đơn kiện về đất đai nó chồng chất 5 năm, 7 năm, 10 năm nay thì mai mốt những giấy tờ đó lấy ở đâu ra làm bằng chứng nữa? Các vị phải suy nghĩ. Mình nhiều khi mình nghe thông tin nhưng mình phải hiểu thông tin. Nghe là một việc nhưng mà phải hiểu. Không có ai rảnh rỗi mà đi đột nhập và đi tấn công vào đồn công an mà giết người mới đốt hồ sơ hết á. Nguyên nói thật với các người, chuyện đó không ai rảnh. Người ta đốt là đốt nguyên cái căn nhà, không ai chạy vô ở trong ngay căn cái chỗ địa điểm đó mà đốt hết. Trừ khi người ta có cái ý định nào đó chứ không không. Mà Nguyên đã bình luận như vậy rồi, đã, tại vì không muốn nói nữa. Tại bữa nay thì cái đạo lực của công an đã đưa ra và phía bên Quốc hội đã bỏ phiếu. Thì Nguyên nói là cái miệng ăn mắm ăn muối của Nguyên với cái được duy truyền của nhà tiên tri cách đây ông cố sơ của Nguyên gì đó. Thời mấy thì Nguyên không biết nữa. Cái gia phả Nguyên chạch gan thấy nói vậy đó. Thì cái lời nói Nguyên nó biến thành sự thật. Thế mà nó trên nó vui chứ nó dễ suy đoán mà. Vì nó quá dễ suy đoán về cách hành xử của Đảng Cộng sản Việt Nam mà. Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ càng ngược đang Nguyên nói là về cái vấn đề khác đó. Thì thế giới cái gì cũng tiến bộ hết. Việt Nam cũng có nhiều mặt nó có tiến bộ. Nhưng mà về cái vấn đề mà mình nói là về cái vấn đề mà kiểm duyệt con người đó, thì càng ngày nó càng độc tài. Cái bác nó bảo là Nguyên nói xạo. À, bác yêu ơi, Nguyên nói xạo thì bác có thể cho Nguyên biết là Nguyên nói xạo cái chỗ nào không? À, nói xạo là đợi ông cố sơ của Nguyên là nhà tiên tri hả? Bác có thể đi điều tra được không? Chính Nguyên còn điều tra không ra nữa. Sao bác biết được? Bây giờ đợi ông cố sơ của Nguyên ai biết được? Nguyên khôn lắm, Nguyên lửa cho bọn Nguyên đâu có nói đợi ông cố. Nguyên đợi ông cố thì còn biết được. Chứ đợi ông cố của Nguyên ai biết? Chính Nguyên còn không biết. Ai biết được? Đúng không? Mình không biết thì mình nói cái gì bác không thể nói xạo được. Bác có thể nói không biết, thằng này nó đúng hay giả mình không biết. Còn nếu mà bác nói là về vấn đề công an ngày hôm nay, đạo lực của Quốc hội bỏ ra cái vấn đề mà mở ra cái quỹ mà nhân dân đó, thì cái bác lên báo Việt Nam Cộng sản đó coi, vô báo Quốc hội coi. Nguyên đọc báo biết bác không chứ, Nguyên có biết mẹ gì đâu. Thì có sao Nguyên nói vậy thôi, không có thêm không có bớt, đúng không? Còn cái vấn đề mà Nguyên nói công an mở rộng thêm thì Nguyên có thật chứ bộ, bác Tô Lâm bữa nay bác nói mà. Bác Tô Lâm bác nói mà. Còn vấn đề mà tổ tiên của Nguyên là có nhà tiên tri hay không thì bác có quyền tình nghi, không sao hết. Cái đó thì Nguyên cũng đâu biết đâu. Nguyên nói cho nó vui. Cái quan điểm thì bác Nguyên lúc nào Nguyên nói một câu, nó chỉ là thí dụ mấy bác ở bên Đảng Cộng sản thì bác lúc nào cũng không muốn ai nói xấu về Đảng Cộng sản mình hết. Dù xấu mình cũng phải nói cho nó tốt. Cũng giống như mấy bác đã bên Mỹ Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa vậy đó. Cái điều đó thì mấy bác đứng về đảng chứ không phải bác đứng về đất nước. Mấy bác chơi với đảng thôi. Cái đó nó không phải lập trường của Nguyên. Nguyên chẳng cần biết, Nguyên chỉ có thấy việc. Nguyên đánh giá cái công việc làm thôi chứ không đánh giá đảng. Đối cặp mắt của Nguyên, Nguyên không có đánh giá người ta, Nguyên đánh giá cái sự việc. Mà trong cái sự việc ở tại Đắk Lắk,
những cái gì mà phía bên nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ nó không đúng sự thật. Ngày hôm nay báo Pháp nó cũng đưa, báo Le Monde nó cũng đưa về vấn đề của Đắk Lắk Việt Nam, và nhiều báo thế giới nó đã đưa ngày hôm nay. Cái điều mà tất cả những cái đó nó đã thừa nhận một cái điều là thông tin Việt Nam đều bị chặn hết, không cho người ta đăng và cho là những thông tin bịa đặt. Tất cả thông tin nó chỉ có một chiều, thì làm sao xác nhận thông tin đó là thật? Làm sao xác nhận thông tin đó là thật? Nên là nhiều khi Nguyên nói là cái gì ai cũng nhận định một cái gì, thì các bác hãy mở tấm lòng ra và biết là mình đang làm cái gì mới được chứ. Nếu các bác ủng hộ Đảng thì các bác vô nói Nguyên thì đúng rồi. Chừng nào các bác nói chuyện với Nguyên mà ủng hộ đất nước á, thì mình Nguyên với mấy bác mới nói chuyện được. Nguyên với bác bây giờ kêu là mấy bác ủng hộ Đảng Cộng Hòa mà chỉ nói với Nguyên về Đảng Cộng Hòa tốt hay không thì đó cũng không nói chuyện được với Nguyên, vì nó không có lợi gì hết chứ. Mấy bác muốn ca ngợi là chuyện của mấy bác, hay các bác muốn ca ngợi Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội là chuyện của mấy bác. Nhưng nó không có lợi gì cho Nguyên hết, cũng không lợi gì cho đất nước hết. Chúng ta nói cái gì mà nó có lợi, còn nói cái gì mà để ca ngợi cái tôi, cái quan điểm của tôi nhìn là đúng thì mấy bác đúng đi Nguyên sai. Còn Nguyên nói gì đó, mấy bác đúng đi Nguyên sai, khỏi phải cãi cho nó mệt. Vì đối với Nguyên không thích làm những cái vì mà nó vô bổ. Tranh cãi những cái sự việc trắng với đen, là bên này trắng bên này đen, đối với Nguyên nó không quan trọng bằng cái thực tế cơm no áo ấm dân sống như thế nào. Anh thích anh trắng cũng được, anh thích anh đen cũng được. Từ đen anh muốn biến thành trắng và anh nói anh trắng cũng được, thì chứng minh cho tôi thấy cái hành động của anh với người dân của anh cho tôi thấy. Chỉ vậy thôi. Bây giờ anh nói anh trắng như hành động của anh đen thì nó có nghĩa lý gì? Hay là nhiều khi anh đen mà hành động anh trắng thì đó mới là cái điều mà chúng ta đã mới bận tâm đến. Thôi, chúng mình ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các vị yêu mến chương trình lúc nào cũng sát cánh cùng Nguyên qua những bản tin đó đầy khắp thế giới. Và mong là những cái câu chuyện hài ước, những cái ngôn từ Nguyên sử dụng nó có thể nhiều khi nhiều mấy bác không thích, nhưng mà mấy bác thông cảm cho, bởi vì chương trình Nguyên muốn cho nó có một cái chút xíu hài và chúng ta có một chút nụ cười. Và Nguyên ngừng chương trình ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại với nhiều bản tin khác hấp dẫn hơn. Bye bye các quý vị. Quá đủ cho tôi hiểu đời này, hiểu đời này chỉ là nhân định mệnh chua cay. Sao em còn đứng trong mưa, trông như người yêu vẫn trông chờ, cho tim tôi hụt hẫng ngẩn ngơ, ngỡ tình là thơ. Hay em còn muốn cho tôi gieo thêm một đóa trái trong đời, yêu nhau là sẽ biết cô đơn, biết đau thương, biết lụy buồn. Em hãy quay đi, kẻo lòng tôi nghe tràn dâng yêu đuối, kéo vòng tay chập chờn như muôn vơi, kéo bờ môi run run như chờ đợi
một lời yêu thương, một vòng tay ôm, một nụ hôn vương là đời hoài tiếp nối những tơ vương, những đoạn trường. Sao em còn đứng bơ vơ, trông như người yêu vẫn trông chờ, cho tim tôi hụt hẫng ngẩn ngơ, ngỡ tình là thơ. Hay em còn muốn cho tôi gieo thêm một oan trái trong đời, yêu nhau là sẽ biết cô đơn, biết đau thương, biết lụy buồn. Em hãy quay đi, kẻo lòng tôi nghe tràn dâng yêu đuối, kẻo vòng tay chập chờn như muôn vơi, kẻo bờ môi run run như chờ đợi một lời yêu thương, một vòng tay ôm, một nụ hôn vương là đời hoài tiếp nối những tơ vương, những đoạn